Lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn à. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo này của Hiếu. Thì hôm nay Hiếu sẽ tiếp tục làm về vấn đề bên thiền am bên bờ vũ trụ. Thì hôm nay Hiếu sẽ làm hai cái nội dung, một là cái nội dung vui và hai là cái nội dung hơi lo lo của bên thiền am. Cái nội dung vui Hiếu muốn báo cho mọi người biết ở đây, nhưng mà Hiếu đọc ở trên mạng thì rất là nhiều channel đã đưa cái thông tin này lên rồi thưa quý vị. Nhưng mà thật sự thì Hiếu cũng không muốn làm về thiền am nhiều quá, nhưng mà do những cái bình luận yêu cầu là Hiếu phải làm tiếp những cái video nói về thiền am để cho mọi người cùng biết, thì hôm nay Hiếu cũng sẽ tiếp tục làm về thiền am. Thì cái tin vui thứ nhất là về 15 cái lá đơn mà những bạn mà đi kiện tụng bên thiền am đó thưa quý vị. Thì sự thật như đúng như lời Hiếu nói từ những cái video trước là các bạn đi kiện tụng mà các bạn không có bằng chứng xác thực, không có nhân chứng, vật chứng và tang chứng, thì các bạn đi kiện, các bạn gửi những cái lá đơn này thì ở trên chính quyền có thẩm quyền, cơ quan chức năng họ sẽ không giải quyết cho các bạn đâu, đúng không ạ? Thì y rằng như lời Hiếu nói là 15 lá đơn này đã thất thủ và đã quay về với khổ chủ của nó. Thì thiền am của chúng ta đây là một cái tin vui. Thì các bạn đi kiện nhưng mà ở trên chính quyền cấp cao cũng như là ở địa phương không có nhận những cái lá đơn mà bạn đi kiến nghị, thì họ đã xem xét và không có nội dung gì để gọi là kiện tụng ở bên thiền am có tội cả, cho nên là họ trả về cho khổ chủ của nó. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì thiền am vẫn đang rất là bình yên và cũng đang rất là vui, vì cái vấn đề mà kiện tụng nó xảy ra vừa rồi đã được giải quyết một cách êm đẹp. Đây là cái niềm vui. Còn cái nỗi lo của thiền am sắp tới đó là theo thông tin Hiếu cập nhật được thì vào ngày 28 tới đây, tức là 28 tháng 2 tới đây, thì nghe nói là ở bên Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng như là ở cơ quan chức năng có thẩm quyền ở huyện Đức Hòa đã gửi giấy mời thiền am bên bờ vũ trụ và mời, nghe nói là mời chủ hộ là bà Cúc. Bà Cúc là cái người mà nghe nói là đứng tên ở trong cái miếng đất thiền am để cho thiền am xây dựng và nuôi dạy những đứa bé này cũng như là thành lập nơi tu hành tại gia. Thì nghe nói là cái giấy mời này đã gửi đến thiền am và đang chờ đến ngày để lên gặp chính quyền ở nơi sở tại để giải quyết cái vấn đề cho nó rõ ràng, tại vì nó cũng lùm xùm vừa qua. Thì cơ quan chức năng muốn làm rõ ràng cái vấn đề này về vấn đề chỗ ở cũng như là chủ sở hữu cái miếng đất nơi thiền am. Bà Cúc nói là bà là người chủ sở hữu cái miếng đất đó, thì cơ quan chức năng muốn làm rõ về cái vấn đề này. Còn giải quyết như thế nào thì chúng ta còn phải chờ đợi chính quyền có chức năng cũng như là thẩm quyền vào để giải quyết cái vấn đề này. Còn hiện tại thì chưa có vụ việc gì để gọi là lớn lao để chúng ta phải bàn tới ở thiền am cả, tại vì sóng gió vừa rồi cũng đã qua hết một đợt đúng không ạ? Đó là cơn bão cũng lớn chứ không phải là cơn bão nhỏ, nhưng mà đài khí tượng thủy văn trung ương đã giải quyết một cách rất là nhanh gọn lẹ, là trả những cái đơn kiến nghị này về và không có giải quyết. Thì về cái thư mời thì lần này cũng nghe nói là cũng nhiều cấp cao cơ quan có chức năng ở dưới tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, nơi mà thiền am bên bờ vũ trụ của chúng ta đang đang lưu trú đó. Thì theo cái vụ việc này nó như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi kết quả, nhưng mà cô chú anh chị và các bạn có mong chờ là cái sự việc này nó ổn thỏa không ạ? À? Nhưng theo Hiếu nghĩ thì giải quyết là giải quyết về vấn đề đất đai thôi, chứ còn về vấn đề mà của thiền am đang nuôi dạy những đứa bé này thì chắc vấn đề này là không có xảy ra. Cho nên là bà con cô bác cũng như là cô chú anh chị và các bạn yêu mến năm chú tiểu hãy yên tâm về cái vấn đề này. Thì vụ việc như thế nào thì chúng ta còn phải chờ đợi đúng không ạ? À? Bây giờ chúng ta không có nên bàn sâu về cái vấn đề này, nhiều khi sai lệch thì nó không hay cho lắm. Cái gì cũng vậy, làm việc là phải có giấy tờ hẳn hoi, có nhân có chứng đàng hoàng xác thực thì chúng ta mới nên bàn tới. Còn
vấn đề mà kiện tụng vừa rồi thì cũng báo với quý vị đó, thì Thiền Am bên bờ vũ trụ đã thắng trong cái vụ này, thì cũng đã làm cho những người đi kiện một phen bẽ mặt. Đây là những cái thông tin mà Hiếu muốn truyền tải cho mọi người cùng biết à. Thì để tiếp theo thông tin như thế nào thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật để truyền tải đến cho mọi người cùng biết, cho những ai yêu thương năm chú tiểu cũng như là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì cũng như Hiếu nói, dù cho Thiền Am có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương năm chú tiểu hết mình và thương những đứa bé ở trong Thiền Am, đúng không ạ? Hiếu xin cảm ơn rất là nhiều và xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn vui tươi, an lành, hạnh phúc và làm ăn phát tài hơn nữa trong cuộc sống. Hiếu xin chân thành cảm ơn và xin cô chú anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu nhé. Hiếu xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Xin hẹn lại cái video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.